Quán của sao Việt bị bóc phốt, đến ăn vì danh tiếng nghệ sĩ, không hài lòng về chất lượng. Không khó để bắt gặp những quán ăn nhà hàng nổi tiếng mang thương hiệu của các nghệ sĩ Việt. Phần lớn thực khách đến là vì danh tiếng của sao Việt, nên khi có sự cố khi trải nghiệm, sao Việt cũng trở thành mục tiêu chỉ trích. Nghệ sĩ đón nhận lời góp ý từ thực khách. Trường Giang, Mạc Văn Khoa là hai sao nam thành công khi lấn sân sang kinh doanh ẩm thực. Họ liên tiếp khai trương các cơ sở, chuỗi nhà hàng, phất lên như diều gặp gió. Được khán giả ủng hộ, các sao Việt không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, chỉnh chu trong từng công đoạn, xây dựng hình ảnh quán. Khi gặp những ý kiến nhận xét từ thực khách khó tính, Trường Giang, Mạc Văn Khoa đều dành nhiều thời gian nghiên cứu và đưa ra cách giải quyết và lên tiếng trả lời những thắc mắc. Mạc Văn Khoa từng lao đao khi gặp phải trường hợp thực khách phàn nàn việc họ nhìn thấy dán khi đang ăn. Đây là một trải nghiệm không mấy vui vẻ với người dùng. Hình ảnh con dán không còn nguyên vẹn, xuất hiện trong bịch mắm tôm khiến ai nấy cũng lo lắng. Ngay sau khi nhận được thông tin, nam diễn viên hài đã nhanh chóng có câu trả lời. Tôi xác nhận là thông tin này có thật, nhưng chuyện đã diễn ra cách đây vài tháng rồi. Tôi không biết tại sao bây giờ mọi người lại nhắc lại. Câu chuyện không như mọi người nghĩ. Sự thật là chúng tôi được một khách mua về và báo qua điện thoại trong mắm tôm của họ có dán. Sau đó chúng tôi đã xin lỗi và đổi cho khách phần ăn khác. Tuy nhiên tôi cũng xin khẳng định, mắm tôm của quán tôi được chính tôi đặt mua tại Thanh Hóa. Chính tôi là người vào bếp kiểm tra kỹ công đoạn chế biến mắm tôm. Nhưng mà khách hàng họ báo như vậy thì tôi phải chấp nhận. Trường Giang là sao nam khéo léo nhất nhì trong showbiz. Khi mở nhà hàng, nam danh hài trực tiếp đứng bếp, phục vụ khách hàng, kiểm duyệt từ khâu, nguồn nhập thực phẩm. Thế nhưng ngành ẩm thực khó mà có thể chiều lòng được hết thượng đế. Nhà hàng của Trường Giang bị loạt khách hàng lên tiếng phàn nàn, mức giá đồ ăn trên trời. Trước những ý kiến từ thực khách, quản lý fanpage của quán đã tiếp nhận ý kiến thay mặt Trường Giang lên tiếng xin lỗi. Đại diện quán ăn nhận sai trong việc thiếu sót ở cách phục vụ của nhân viên, tiếp thu những lời nhận xét quý giá và sẽ rút kinh nghiệm, khắc phục để phục vụ quý khách tốt hơn. Quán của sao Việt, review chính đáng hay cố dìm nghệ sĩ? Mạng xã hội phát triển nhanh chóng kéo theo những nghề mới như foodlogger, food review hoặc review food trở nên rất phổ biến với giới trẻ. Mỗi ngày trên các nền tảng đều có những bài viết, clip ăn thử dùm thiên hạ. Từ đó không ít sao Việt điêu đứng vì bị nhận xét không hay về các quán ăn gắn mác tên tuổi của mình. Chỉ trong 2 ngày, hai ngôi sao của Phoebe đều vướng phải những phàn nàn của Food Review về trải nghiệm của họ khi thưởng thức, trải nghiệm sản phẩm và cách phục vụ. Người bị cho rằng chiếc bánh bao 8 trứng mà họ bán với giá 90.000 đồng không xứng đáng. Nghệ sĩ khác lại tá hỏa khi nhà hàng bị chê thậm tệ, món ăn không ngon, đồ uống không chất lượng và nhất là tác phong phục vụ của nhân viên. Ngay tại những clip đó đã có hàng loạt những nhận xét 9 người 10 ý. Không ít khán giả bên vực chất lượng và phục vụ của nhà hàng, không phải chỉ vì tên tuổi mà những cơ sở kinh doanh ẩm thực của sao Việt thành công và lớn mạnh đến như hiện tại. Những clip review chỉ là trải nghiệm của một cá nhân trong một thời điểm nhất định. Mỗi người có một khẩu vị và cách đánh giá khác nhau, khó có thể chiều lòng được tất cả. Qua những sự cố mà sao Việt gặp phải khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, nhiều người mong đợi các nghệ sĩ nên đảm bảo chất lượng phù hợp hơn. Bên cạnh đó thì thực khách đến trải nghiệm dịch vụ tại quán của sao Việt không nên quá đặt danh tiếng nghệ sĩ. Kinh doanh và nghệ thuật là hai lĩnh vực khác nhau, chúng ta không nên đánh đồng để chỉ trích. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.